Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ê thứ 9 rồi nhỉ anh em nhỉ? Vẫn là công cuộc đi check tất cả những cái dấu chấm đỏ anh em nhé. Nhìn mấy cái dấu chấm đỏ thì ngứa mắt thật đấy. Có tiền nạp vào đây thì không sao, chơi cày cuốc không có tiền cái nhìn mấy dấu chấm đỏ ngứa mắt ghê anh em ạ. Còn gì đấy? Quá, hôm nay ra quý tông môn à? Nhưng mà có nạp đâu thì lấy đâu ra mà có thêm thể lực. Thôi kệ, cứ bình tĩnh mà chơi anh em ạ. Cái quốc là không cần phải bưng khuông. Điểm danh nào, gói. Ok nha. Đây, vẫn tiếp tục là nhiệm vụ ở trong phần vận may. Hình như vẫn là chiêu mộ linh thú nhỉ? Đúng vậy, chiêu mộ và tăng cấp linh thú anh em ơi. Reset free xem nào. Hai, tôi mua tạm một em đã không tí nữa nhưng đâu ra lại không có em nào nữa, phải reset thêm lần nữa phí ra. Ôi loan điểu này, mua ba em anh em nhá, ba em màu xanh. Ui giời ơi, không có em nào thật, chán thế. Nâng cấp 5 lần, 4, 5. Nhiệm vụ vận may chia sẻ khá đã đấy, nhận một thẻ luôn, có 8 lượt rồi. Bây giờ chặt cây thêm 500 đào nữa là ok la ngay này. Mấy này mình tiên ngọc thì thôi bỏ qua anh em nhá. Vận may 9 rồi. Tiên duyên. Tiếp tục nhận nói. Tập kết bang này. À, ngon này. Được nhỉ. Đăng nhập 3 ngày. Quá sao ngày 1 nhận luôn. À ngày 1, ngày 2. Bây giờ bắt đầu mới hoàn thành những cái nhiệm vụ anh em ạ. Xin luôn. Mày qua được 40 lượng linh thạch. Bù lại được một em linh thú cụt bắp rồi. 36 rồi này. Gói miễn phí nữa. Làm thêm vài cái đi. Ok luôn. Cái này mua được. Ok. Đấy. Quà này 54. Lấy luôn. Ấy à, xem đây là level bao nhiêu. 18 không? 19 rồi này. 19 quay 20 luôn ạ. À. Đấm đấy. Ồ, có luôn cái dương này anh em này. Xịn thế. Mở thử xem nào, dương gì đấy. Ồ wow. Dùng luôn. À, 20 người linh thạch này. Tiếp tục là 5 túi ấn ký này. Còn gì nữa không, hết rồi này. Thần thông đấy. Nhận thần thông. U là trời. U là trời. U là trời. Hết. Ấn ký ghép xem nào. Không ghép được. Ê, cũng không ghép được luôn. U là trời được một cái lục cụt bắp. U là trời hết. Thế thôi. Chịu rồi. Chấn nhiều tháp xem nào. Ê à. Úi. Cũng được ấy. Mình vừa thấy có một cái búp của cam là ngon rồi. Auto luôn. Còn nó nhẹo. Cái đây thì mình chả cần tích anh em nhé. Xả cả sớm một tốt. Quên mất. Bảo tích lũy lại cơ mà. Nhận ban phúc này hôm nay là mình sẽ có thêm 100 đào nữa anh em nhé. Khiêu chiến yêu vương tiếp tục là mua full. Bởi vì chắc chắn là không thể nào mà lên được luyện hư hậu kỳ trong ngày hôm nay đâu. Mấy hôm nữa cơ. Đó. Thêm 1.400 đào này. Phúc địa xem nào. Tình hình là các cháu như thế nào rồi. Tự động thôi. Ê, vẫn đang thu thập tích cực lắm anh em ạ. Được. Tiên Dương, cháu nào thu thập được nhiều sẽ có phiếu bé ngoan. Ê, 50 lượng linh thạch à. 9. Đủ 10 chưa. Đủ 10 rồi này. Vận may, anh em đoán xem được gì. Dương pet đỏ, dương pet đỏ. Chiu. Ui. Cái gì đây? Ô, anh em như nào? Trời ơi, khấn quả ác thực sự anh em ạ. Oh my god, được của nó nhỉ. Trời ơi, bú ngay anh em ạ. À, có thêm 100 đào nữa đấy. Ôi hợp lý nhỉ. Anh em thấy không, trong phần vận may anh em hãy cứ đầu tư đúng đắn giống như mình, kiểu gì là cũng sẽ
bú được một cái gì đó nếu như anh em may. Ai thiết lệ về quá, sướng quá anh em ạ. Nào xem huyết mạch là cái gì đây. Ui giời, cái này thì không cần à, tách luôn đấy. Nào anh em ơi, anh em thích con nào nào? Anh em chọn đi, chọn đi, chọn đi. Mình chọn chu tước. Thế thôi. Xem chu tước mới là dòng gì nào. Chu tước mới là dòng gì đây? Nhạy bén. Ú lì. Sao mà nó ám cái dòng nhạy bén này thế nhở? Nhạy bén này, công này, thủ này, và kháng phản công. Cú thế nhở? Nuốt chửng phát xem nào. Nuốt chửng. Ai à, tăng đúng một dòng nhạy bén luôn. Ai ghê vậy. Đấy, nuốt thêm mấy lần nữa là mình sẽ có thể là nặn hồn các kiểu, tẩy luyện các thứ đây anh em ạ. Bạo kích 38. Ủa thì dùng thực tẩy luôn. Ồ, có thêm tài nguyên để nâng cấp ngay. Đó. Đó. Ok này, level 167 trăm ong rồi. Càng đấy. Cố lên, cố lên. Cái gì đây? 6.000 điểm yêu lực. Choáng này, kháng linh dị vẫn thế. Để có dòng gì ngon hơn nhưng không phải. Thị thú ban phúc này. Tiếp tục để lấy đào thôi anh em ơi. Vận may làm nốt nhiệm vụ rồi à. Thì X1 thì vẫn nữa là 3 tịnh thủy cũng được. Giảm được 15 phút chẳng ngon à. Xì luôn. Tông môn nhàn rỗi này. Phát nữa này. Uầy, có khi nào trong này lại ra một cái dương pet cam tùy chọn không nhỉ? Chết thế chết ấy. Nguy hiểm lắm, mai không dám ra đường đâu. Ma hoàng SSS. À, tầm này bắt đầu server vui nhộn rồi anh em ạ. Công nhận là nhiều anh em bắt đầu chơi đa dạng hơn rồi. Nào là né, nào là phản công. Đấy, nào là choáng nữa. Đấy, trời thế nó mới vui chưa đúng không? Chứ gần anh em cứ all in và né mãi nó cũng chán. Giờ nhờ anh em build nhiều kiểu hay lắm. Đi đánh đấu PK là bắt đầu cảm thấy ối dồi rồi đấy. Nốt phát cuối này. Ui giải. Trong này thì không được hên như ở trong cái phần vận may. Thế là hài lòng cho ngày hôm nay rồi anh em nhé. Wow. Quà này. Quá. Đầy cấp rồi à? Hết rồi à? Không lên nữa à? Không mới 20 cấp thế thôi á? Ơ, không phải, lại nhận thêm này. Ồ, ảo ma Canada nhỉ, cái dương này hay nhỉ. À, lần này nó lại ra cái khác anh em ạ. Tạm thời thì bây giờ tiếp tục là xả 1.400 nào xem được bao nhiêu yêu lực nữa anh em nhé. 1.700 vạn này, không biết là hôm nay có lên được 1.800 không. 1.400 đào này thì nó cũng chỉ theo đâu đó là mấy level nhỉ? 43, 3 level thôi, lên tầm level 194 này, cóng. Lại all in, chờ hết vào mấy em chuột này thôi. Đấy, như đào 5 này là perfect này. Bang xem nào, nhiệm vụ bang. À, mình là người làm nhiệm vụ bang đầu tiên luôn á. Kinh khủng vậy. Đúng không giờ không không mà. Một người chăm chỉ như mình tại sao lại không được tuyên dương nhỉ? Ảo thật đấy. Ok. Tông môn. Rồi, có thêm tiền lực rồi. Bổ sung tiền lực cho các cháu. Tiếp tục là các cháu tu luyện như nào. Hiện tại level 9 là mãi trở lên level 10. Ồ, liên kích này. Đến đồng hành luôn. À, chỉ định xem nào. Wow. Cái gì đây? Ê, nhưng mà mình có biết ai quái đâu nhỉ? Giờ cũng chẳng biết tên ông nào. Ô, đồng hành bừa đây anh em ạ. Bang. Đây, đồng hành với bạn ở trong bang đi. Tu luyện. Đấy, cho mấy em này xuất sư trước đi. Rồi, đến đồng hành. Server vậy. Ai đây, em này cũng được này. Tiếp tục tu luyện nha. Lên được không? Xuất sư ngay, đến đồng hành.
khá phản công, khá linh kích. Cái đồng anh bừa đi. Bao giờ ra dòng cam mà nó mới ngon, lúc đấy chỉ định các kiểu nó mới sướng anh em ạ. Ui, khá phản công né. Hôm nay lúc mình lướt group hay đâu nhỉ? Mình thấy có một ông đang, ủa, có dòng cam vàng chết. Được của nó anh em ạ. Ghê đấy. Đùa được. Bạo kích. Ê, cứ tăng lên là mình múp thôi. Ok, 200. Mặc luôn được một em này vậy. Tu luyện. Cho thằng cháu, chó sói này nó lên cái. Được một nửa. À, full không? Được chứ, thằng này phải xuất sư được chứ. Ờ, đúng rồi. Bạo kích đến đồng hành. Yêu cầu xem nào. Né này, bạo kích và né. Bạo kích kháng liên kích. Kháng né. Kháng né nghe vẻ là hợp lý này. Chọn luôn. Ý, cũng được. Thế thôi, đã hết thể lực rồi. Trông chờ đầy thể lực lại tiếp tục đi rèn luyện, dạy học cho mấy thằng đệ tử nha anh em. Tiên duyên. Có cắp. Tập kết bang lại bao nhiêu điểm rồi. Ồ, ngon này. Uầy, còn 5 ngày nữa không biết là đủ lụm được cái tinh quái cam tỉ chọn không nhỉ anh em nhỉ. Khoan. Liên kích. Ơ, được này. Ra mấy món đồ chí bảo các thứ trong quách select phết anh em ạ. Lên 1775 rồi. Lâu phết nhỉ. Không đùa được. Tinh quái chiêu mộ hai em free thôi. Thế thôi. Đơn giản. Ôi hôm nay có một em pet đỏ thế là ok lắm rồi. Không cần phải làm gì cho nó mệt mỏi nữa anh em ạ. 1000 ngưỡng linh thạch của mình đấy. Không đùa đâu. Dị thú xâm lược thì tí nữa, khi nào mà lực chiến cao vút vụt chót vót lên thì bắt đầu đi đánh nha anh em. Làm mới phát. Đánh được không? Đánh được không? Ây à, mày. Mày cũng liên kích à? Mày cũng liên kích này. Ây à. Ây à, đau nha, đau nha. Ây à, đánh đi. Có quả đạo pháp mãi không đánh. Ây à, ứng long này. Tầm này mình đích sợ ứng long nữa rồi. Cho mày đi đi. Ây à, nó hồi nhiều máu nhỉ. Hí. Đúng rồi, cường hóa sát thương bạo. Nó phải như thế. Đúng rồi. Hồi sinh này. Ây à. Ây à. Ui xôi, ăn được. Tiếp tục là 1600 bạn. Ui, điều hòa lạnh quá. Tắt bước, tắt bước. Uầy. Ui. Vãi cả trưởng luôn. Ui. Chỉ số bạo kích của ông đấy kinh nhỉ. Thêm em đào ngột nữa liên kích ở giai đoạn đầu. Ui đau đấy. Thốn 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 anh em ạ. Ờ mà chính là nói về tinh quái nhớ trong đội hình của mình đây. Ờ được có đúng 3 em tinh quái đỏ. Chả có em nào nâng nguồn liên kích kiểu như là đào ngột các thứ nhỉ. Ờ bảo khí các chủ như mình chưa có này. Vãi thật. Giờ em để ý nha. Hay là thu hút một ít nhỉ. Xem ra được bảo khí các chủ không. 26 lần nữa là có tinh quái đỏ đấy. Chơi thử đi. Thì đi. Ôi. Lại ra em dở hơi biết bơi này. Cay nhỉ. Tử tinh long sư anh em ạ. Bực thế. Tăng cấp. À tăng cấp thì mình sẽ để lại một vài em để hôm nay làm nhiệm vụ anh em nhé. Ghép này. Vài hiệp gây cho địch sát thương 20% công này. Mang đi PK cũng ổn đấy. Đâu, để nhét vào đội hình tinh quái đi PK xem nào. Xem nhét em nào hợp lý nhỉ. Tầm này thử nhét là Đại Minh Vương xem nhé. Rời trận này.
Đại Minh Vương nhiều khi mình thấy có ít phết ấy. Thử Tinh Long Sư ra trận phát xem nào. Đấy, chính có nhiệm vụ khiêu chiến một lần đồng pháp luôn. Ma Hoàng SSS xem nào. Ui dồi, mất một tí máu. Cái này không bằng em ấy rồi. Đại Minh Vương nó gây ra sát thương còn ghê hơn ý. Mỗi lần bạo kích cái nó cộng dồn lên, tăng công rồi các kiểu. Mất đi cái khả năng bạo kích rồi anh em nhé. Ây à, chưa biết nào đâu. Thắng đấy. Thử đánh lại ông này nào. Một phát. Ây à. Đau này. Vẫn cứ lạ. Cũng thắng được. Cay thực sự. Rồi luôn. Sao 20% công ít thế nhở? Nó cảm giác ít lèo tà lèo tèo vậy. Rồi luôn. Đấy, nhưng mà anh em thể nhìn thấy nhá, đeo Tử Tinh Long Sư vào cái mất đi khả năng bạo kích luôn á. Lúc nãy chơi kiểu kia bạo kích to vãi cả bìu. Chắc là lại phải đổi về từ à nhầm Đại Minh Vương rồi. Bạo kích này hay luôn. Rời trận nha, mình lại cho lại Đại Minh Vương vào này. Giờ đi PK kiểu gì khác bọt hơn này. Đấy. Ra trận. Nhận nhiệm vụ cái đã. Khiêu chiến này. Đây nha anh em xem có bạo kích hơn nhiều hơn nhá. Cộng dồn này. Mấy phát sau đấy anh em thấy không? Mấy phát sau cộng dồn bạo kích hơi sướng luôn á. Ý, mình kết hợp với cả cường hóa sát thương bạo của em ông già nữa mà. Đấy, ngon mà. Đấy, ok mà. Tinh Long Sư làm quái gì. Có con cóc, cho mày đi nốt. Liên kích, ok cũng được. Tiếp tục là khiêu chiến một lần đấu pháp anh em ơi. 1.300 ơi, sao yêu lực thấp ấy nhỉ? Yêu lực thấp này, hai phát nửa cây luôn. Đi luôn. Tiếp tục. Bạn này gặp nhiều nhỉ? Makoto này. Làm sao? Ê, cái gì ấy? Chỉ số liên kết cao thế, đánh lên từ tội vậy. Ôi. Kinh nhỉ? Được đấy. Ra gì vào này nọ đấy anh em ạ. Tập kết bang xem tích được bao nhiêu. Ui, 9 cái này rồi. Khi mình chặt cây là mình cũng có tỷ lệ ra được cái đấy anh em ạ. Cố lên, chặt cây 10 lần nào. Không biết là nhiệm vụ tiếp theo sẽ là gì. Chắc là đột phá luyện hư tư chu hậu kỳ gì. Tăng cấp. Đấy, tăng cấp xong sẽ là đột phá 800 à? 800 thì đúng rồi. Lên được tầm 2 level nữa, lên tầm 190D. Giờ là lên 194 này. Sau đó vẫn đủ đà để lên được level 195. Nếu như ngày hôm nay ở trong phúc địa, bình quân cứ cho bỏ rẻ là ăn cắp ăn trộm được 1.000 đào trong này đi, thì là có thể lên được 2 level nữa, lên được level 197 anh em nhé. Ok. Yêu lực chắc lên được hơn 1.800. Nói chung là tạm tạm. Cố gắng là sau ngày thứ 9, thứ 10 thì sẽ lên được 2.000 vạn anh em nhé. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi series Cày Cuốc Tiểu Yêu Tầm Đạo của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.